anh em ơi. Rồi hôm nay nhà mà sầu ca ăn Tết nha anh em, mà Mày người cỡ B nó nói bắt con mày cá nói. sấu. Rồi xíp ảnh lên. Trời ơi xích Rồi. nhát. Nè nó bóp lên cho. Rồi nó Ờ thả ba vậy. quỷ gắn mối, gắn mối Thêm cộng cỏ nữa anh. nè. Thêm cộng cho chắc. B nó bắt con cá sấu nó nuôi không dài nướng sa tế luôn anh em. Mấy con gắn mối cỏ rồi. nè. Rồi. À, giờ đi rửa sạc anh em ơi. Sạc cho nó sạch. Nướng ớt luôn nha anh em. Nuôi nó nặng cũng lâu rồi. 4 kg anh cầm ơi, nặng lắm á. Cầm đầu nè. Cầm đuôi đi. Nè, hết thôi được rồi, biết rồi, vậy coi. Rồi nó khè kìa. Rồi, con cái gì? Không biết nữa. Cái. Đi thao, đi thao. Đi thao kìa. Ta siết hai giò lại luôn không chịu. Mấy anh em mình chuẩn bị ăn Tết nghe nè. Nè để vô thao nè. Mạnh lắm, mạnh lắm, nhỏ mà bự mạnh kìa. Ta siết vô trong cái giò ta chối lại hai bên. Rồi nãy mình lấy dây rút qua mình chối giò lại luôn kìa. Ừ. Tía tía, cho con hai cặp dây rút qua tía. Rồi. Tía thêm mấy cọng rút nữa, rút giò lại để nó táp nguy hiểm. Thêm nữa, hai cọng nữa. Nó hơi bị nguy hiểm nghe anh em. Con này nó cắn mà có thể cục tay. Rồi anh ba siết cái này qua đây nè. Nè, lên nè. Ừ, nó cắn nữa đâu mà lo. Dữ trời. Này chơi lớn ăn cá sấu bình luôn. Thường cũng bắt ra tắm rồi thả vòng vòng một chiều nó về. Dữ nào? Đâu, bớt, anh nghĩ đó chứ em đâu nghĩ nghe chỗ cục chỏ nó chứ em thấy cục cái chỗ cục chỏ cục chỏ bớt vô thấy hai cái giò này nó nhỏ xíu rồi đâu có được đâu tiền nghe chỗ cục chỏ nè nghe chỗ cục chỏ này nè cục chỏ nè cho dưới á đặt lên anh nè anh chơi không được chứ ngược lên anh chắc chắc mà cháu cục chỏ này nè bớt cái mỏ ruột nè mỏ ruột nghe bê nè tao chối dưới này nè người ta chối lên lần tao mà dễ mặn cái gì anh chối ngược lại con này mạnh quá anh em cắt cổ mà nó chết queo rồi chối gì nữa à, thấy trụng nước sôi là lọc da nữa cắt cổ nó cái mẹ đi để cắt cổ đi cắt cổ nó cái thịt không cái xấu ăn cắt cổ trời cắt cổ chứ cho nó chết đâm ngay tim nữa lấy chéo kìa ngay tim đó có thôi máu là đâm gì trời nè đâm ngay chỗ dài chẳng ba ngày chỗ ức nó là ngay tim này nè động vật bò sát như này nè như này tim nữa nè vô chút xíu rồi đó xuống này cũng phải mổ lấy buộc ra tao đâm mẹ đường thẳng đi ừ. Không? Rồi đi né à gơi quá nuôi tự tay giết rồi luôn nó tìm chỗ đó đó nó tìm chỗ đó đó không. Từ từ bể 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 cuộn thôi đó, rồi máu nha anh em máu mình không quay được tự tự nó chết gì nó có trái tim thấy không ngay chỗ chẳng bà đó miếng vô đi máu nhiều lắm lấy cái da nè bây giờ ăn chi anh ở ăn vậy da mà ăn gì cạo ra lớp mỏng gì gắn vậy đó là da ăn luôn nhớ nhớ mua kéo lên ừ. Mình lọc lấy lọc đi xem anh thả nó sôi là nó ra như ngói vậy rồi đầu cái da mình ăn luôn còn sống à không có cho tìm ra thấy không chơi nổi sống rồi đâu luôn trời có gì đâu trời thì cũng nhân giết thôi cái tim đâu cái này nè cái chẳng bay nè thì chẳng bay cái tim ấy cái dưới chẳng bay nè chán chán thiệt má kiếm được đầu dưới này nè đứng cuốn họng nó chết rồi chỉ là chết nhát gì đó đứt điện thở thôi đứt điện thở nước vô cũng chết gì vô rồi chắc nước đi ra bê máu không à dưới trời nay ăn cái xấu luôn rồi thấy nó trắng trắng mà thôi nó mạnh lắm mẹ ơi nó còn nguyên thủy nè mẹ ơi chưa ngay tim mà giờ mổ ra đổ nước vô nè banh ruột ra móc ruột ra anh phải cắt hầu cắt hầu anh mới móc được chứ anh tư em xẻ tới ấy luôn á chứ xẻ tới hầu luôn rồi rút không đó ngồi ngồi rút cái này nè nó ăn dạng nó đút nước trọng rồi nó từ lần hồi nhỏ lớn mới mặn vô này cũng chưa biết đâu bộ sáng tìm cái mày nè bà nói tao xỉa vô cũng tìm nó rồi đó tìm cho mày nè rồi nó cũng chết à. Móc bộ rồng ra luôn móc qua cắt ở trên đi móc bộ rồng này ngày này đi chưa gì chứ học 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 máu rồi trâu lắm á con này nó trâu lắm mấy ngày cho vô tới nè. Ừ. Mũi chút xíu rồi. Tính ra nó cũng tanh hơn cá mình chứ bộ. Đúng không?
tính ra nó tanh phải không? Tanh, nó tanh hay gì? Okay, đổ nước liên tục anh em ơi. Mà cái xấu luôn nha. Mày móc cái gì vậy? Banh móc đi em banh gì? Đó. Chưa cắt lô đít nữa. Đây nè. Ai vậy? Cắt lô đít đi trời. Nghe cái tội con tự. Đi cắt tới chứ lô đít là tiện. Cắt rồi đó. Rồi, rồi vậy làm đó. Ừ, để lung tung. Cắn cái đô đã rồi mở cũng mệt chứ đâu ốm cả tháng này á. Mập ơi mà. Trời con này nhìn đâu cái tháng chưa chết rồi nè. Rồi lấy nhấp nhấp đô đít luôn. Nhấp tôi trang ba cho đít kia nè. Ồ này tính ra nó bự dưới trời. Em mừng mấy gắn mối cái gì nướng ăn. Bê chặt cái đuôi làm chìa khóa à. Không cắt cái khúc đuôi nữa phơi khô chìa khóa đẹp lắm á. Dạ yeah, tìm co co lên kìa em mận gắn mối nè. Nè yeah, tìm cái này nướng luôn vậy nguyên vậy đó giòn lắm. Anh cắt cái chảng ba chưa? Đúng rồi đó, đứa cái này nè, bung rồi nè. Rồi kéo tuôn cái rốt coi. Nghe mà cái xấu luôn trời. Lần đầu lật giờ lật dập lần sau em nuôi đi bữa đó nè. Nè lấy khúc đuôi nè. Rồi, khúc này nè, cái ta phơi khô. Rồi. Chút nó cắt anh đi. Khúc này nè. Khúc thôi. Nó phơi khô làm. Rồi. Xuống đi. Ba cái mở mà mở gì lâu hết luôn đi. Rồi ra luôn bay bay. Nào ừ. Rồi xong. Rồi xong. Rồi. Múc nước này nè. Hình như nhớt không à? Không, thịt không quay mà không có gì. Mà nhưng mà cái hỏng nhớt không à? Mà chả cá nó cái mỏ mà nó chưa được mép mà. Mà mép. Hả? Ném nuôi cho hồ kiến. Rồi chết chưa anh ba? Nó nhỏ lắm. Đó, bê, bê, bê. Chụp vô đây nè. Nó cắn bê. Nó cắn đó. Nó gần nó chết đó mà. Ơi, nó cắn á. Nó còn gia đình có nó hoạt động chút xíu. À, ớt lại bỏ gì bỏ giữa cây nè, nó mình quay. Nè, nó lấy gì nè, lấy gì nè. Nó còn rộng lắm. Chụp nó về nè. Nó lấy gì nè, chụp này nè. Nhẫn lên. Còn dây dây mới nãy đâu. Nè. Nè. Xiết khẩu đi, nó cắn á. Nó công lắm. Dễ đủ ngựa nó dính cái con cha dính điện đó điện gì mổ mẹ lấy bộ nồi tan hết trơn rồi chích gì nữa rồi rồi con nghỉ nữa kìa ấm nước sôi đi cạo giải nó rồi cái nướng còn sống kìa làm não ở đây bông hả à? Rồi sao châu về rồi sạch sạch thôi xong xong đi giữ xà lan hả lấy cây giờ sợ sợ hổng bông á chứ bông. Cái con nướng bông á. Cái sao đẹp nè. Sao cái này làm cái bắp vàng rồi, bắp tiền cái này. Rồi, mần đầu lòng đi. Bỏ vô cái gỗ gì cho ngáo đi. Bây giờ nướng luôn hay gì? Hay là có cạo giải nữa không? Là nướng không cần nè. Nướng mình quét mớt rồi ha. Rồi. Mình lên đi, cho gáo đi. Chết chưa? Chắc chu lên, chắc đu lên, bỏ ngầu chứ. Cho con chắc luôn, lấy năm trước vàng chắc luôn. Đó, vậy là kiếm mấy cây quấn cái lỗ mình vừa cái con này luôn á. Rồi cắt này nè. Chỗ này hơi phơi khô. Im lắm. Mình cắt rồi lấy kéo rồi cắt. Rồi. Yeah. Nhưng mà nướng này khúc hơn hay. Da nó bong không hết mấy cái nó dậy không? Rồi đi làm rồi móc phá. Ừ. Bậy rồi phải lột ra ông ơi. Không đi lại đi. Phơi cho nó khô. Bự quá không phơi không khô đâu. Chúng ta cũng đồ ăn được. Ừ. Ú, trời ơi da dày cộm luôn nè ba. Cái này nè. Rồi, thấy cái đuôi à. Nè đuôi này treo gì nè, luôn lẫn đẹp. Rồi anh làm bộ lòng đi, lòng nó im lắm anh ba. Rồi xong ra đi phơi này vậy được. Cắt cái tay này là móc phá im lắm đi. Rồi cắt tới đây luôn nè. Đây nè. Ừ, em thấy người ta cắt nó bán này bốn là bốn này là bốn móc phá nè. Ta lộn rồi. Ừ. Cái đuôi anh em, đi phơi nắng mới được. Nó xuống ra phơi nắng mới được.
Khoai nắng thì mốt là móc khóa nha anh em. Này phải phơi đâu rồi. Đây đi. Đúng rồi, thì phải quăng anh đây. Quăng mái nhà. Rồi xong. Nè, hiện tại thì Soka đã quấn con cá sấu vô trong cây nè. Rồi, cái này mình ra này mình nướng. Nãy giờ phụ bê Soka quấn vô rồi đốt than. Cái này mình ăn Tết. Rồi. Này vịt nè, vịt nè, vịt câu nhà nuôi luôn, rồi cò chim hổm mới bắn rồi nè anh em, rồi bê nó nướng nè, mấy này mình nướng đây rồi chiều mấy này mình nhậu đây luôn, chơi ngoài vườn luôn. Giờ mình quay con cá sấu này, này hồi để cho nó bung da ra rồi mình mới quét luôn nghe. Này chín nè mọi người, cá sấu nè mọi người, mấy bỏ xả vô thơm phức luôn. Này này mới gắn mối ruộng nhà tôi nhóc quỷ này. Đừng nói vô bà phi vậy. Thử miếng nha mọi người. Nghe kìa giấy lụm cuối. Ông ngoài trời á, sáng ra đập con. Không có tên, hết tên này mà thơm phức à. Ừ, ngon. Ngọt cực kỳ ngọt luôn. Săn nhiều quá. Con uống đi chứ con lấy cho con uống chứ người ta có rồi. Trời ơi, lắm lon đi chứ. Ăn đồ lon mà. Mồi người tới nữa rồi. Đã. Rồi hả luôn. Bắt đây, bắt đây. Quả gì mình quay. Nướng mồi trống trống này để. Đó giờ nằm trống nó chảy nước miếng. Đập xả nước mồi mà. Ừ. Cái này tới rồi. Nó chảy cho nè. Cực kỳ luôn. Ăn đi con. Đợi gì nữa? Ăn gì? Đừng mất rồi. Vậy mình khúc đuôi không? Mai mai mốt rồi con không có đâu ăn con. Em tính mùng 2 em đi Kiên Giang, em bắt gì nuôi được. Để em về mới bắt.